Thanh Tùng kính chào tới ngộ quý khán giả của Nét Việt TV chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Kẻ chủ mưu bắt cóc một bé trai tại Hà Nội và đòi tiền chuộc lại là một công an. Mà cái điểm mà nó mỉa mai là viên công an đi bắt cóc và tống tiền trẻ em này lại là người đứng ra để tham dự vào một cái ban chuyên án truy tìm kẻ bắt cóc và tống tiền trẻ em mới ghê chứ tức là vừa đánh trống vừa la làng vừa đi bắt cóc mà vừa nằm trong ban chuyên án truy tìm kẻ bắt cóc ớn chưa có gì như trong phim như trong phim chưa rồi bên công an của hà nội vào cuộc điều tra đi tìm kiếm kẻ bắt cóc tìm thấy được kẻ bắt cóc và rồi phản bác lại một số những thông tin từ trên mạng xã hội rằng kẻ bắt cóc đó chính là một công an thì công an điều tra phản bác thì nó 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 không phải không phải kẻ bắt cóc này chỉ là một kẻ không nhà không cửa chứ không phải là công an để rồi một hai ngày sau khi mạng xã hội rần rần thì chính công an mới xác nhận rằng ừ cái tên bắt cóc đó là công an đó Quý vị nghe nãy giờ Thanh Tùng kể mà có vị tưởng như là em đang tấu hề, phải không quý vị? Không hề luôn nha. Chuyện nghe như tấu hề nhưng không phải tấu hề chuyện hoàn toàn có thật. Xảy ra ở Hà Nội em sẽ kể quý vị nghe trong chương trình Hot News sẽ Thanh Tùng nhà ngày hôm nay. Ngoài ra, Thanh Tùng cũng sẽ chia sẻ với quý vị thông tin sau một ngày quý hoàng thì cổ phiếu của VinFast tuột giá điêu tàn ra sao? Tuy nhiên, trước khi mà đến quý vị phần tin chi tiết xin được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Tái chế đúng cách tại San Jose thật dễ dàng, chỉ cần làm theo 3 bước đơn giản này. Một, hãy chắc chắn rằng đó là món đồ có thể tái chế. Nếu quý vị không biết, hãy truy cập sanjoserecycles.org. Hai, hãy chắc chắn rằng món đồ đó sạch sẽ bằng cách đổ bỏ và vết sạch mọi thứ đồ ăn hay chất lỏng khỏi món đồ tái chế. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tái chế, Hãy nhớ rằng San Jose tái chế sạch, không dính thức ăn, không còn chất lỏng, không vấn đề gì. Tìm hiểu thêm tại San Jose Recycles. org. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng Phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Thao San Jose mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya Phở 90 độ trong khu Great Mall Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Rồi, ở phần 1, mình kể nhau nghe về vụ kẻ chủ mưu bắt cóc bé trai và đòi tiền chuột 15 tỷ đồng tiền Việt Nam lại chính là một viên công an. Hãy viên công an này có mặt trong ban chuyên án điều tra để truy tìm thủ phạm của vụ bắt cóc. Trời ơi, chịu nổi không hả trời? Chuyện ở Việt Nam đâu có gì. Chuyện ở xứ thiên đường Cộng sản Việt Nam đâu có gì. Đây, bản tin như sau. Liên quan tới vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu nhà giàu có ở Hà Nội để đòi tiền chuột 15 tỷ đồng tiền Việt Nam. 15 tỷ đồng tiền Việt Nam là tương đương với khoảng 628.534 Mỹ Kim. Dư luận xôn xao về nhân thân có tên bắt cóc. Tên bắt cóc tên là Nguyễn Đức Trung. Có người cho rằng tên Trung này hiện đang là cán bộ công an giao thông. À, đây là công an giao thông nha quý vị. Công an áo vàng đó nha quý vị. Mà công an áo vàng là ai quý vị? bây giờ quý vị chỉ cần về việt nam nói chuyện với bất kỳ người dân nào quý vị hãy hỏi họ kẻ thù của người dân việt nam hiện nay là ai họ chỉ thẳng mặt công an giao thông ăn quá mà ăn không được thì vòi tiền làm khó làm dễ dân hành hạ dân bây giờ trong mắt người dân việt nam họ chỉ thẳng mặt kẻ thù của chúng tôi là công an giao thông thì cái tên nguyễn đức trung này là công an giao thông đâu quý vị tin đồn này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến cho chính quyền Hà Nội bối rối dối giả tổ chức truy tìm người loan tin đồn thất thiệt ớn ừ, chưa Báo Việt Nam Nét cho biết tại cuộc họp báo vào chiều hôm 15 tháng 8 vừa qua, tức hôm thứ ba đó có gì thì thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chứ không phải em nha ông kia thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng của em là võ Thanh Tùng em không dính dáng gì với bên công an với bên chính quyền cộng sản Việt Nam hết đó. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, ông này là phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, cho biết có nhiều thông tin đăng tải trên mạng nhưng đều là không chính thống và theo xác minh ban đầu, đối tượng không có công an việc làm và khai chưa hề có tiền án. Thiếu tướng Việt Cộng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh Từ năm 2004 đến nay mới xảy ra con vụ bắt cóc hả? À? Từ 2004 đến nay đó mới có con vụ hả? À? Nhằm chiếm đoạt tài sản như vụ diệt ở quận Long Biên đối tượng là Nguyễn Đức Trung sinh năm 1992 ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Sinh năm 92 thì tới năm nay là nhiêu có gì? Mới có 31 tuổi à? Trời ơi tuổi sung mãn. Tuổi này là tuổi cống hiến nhiều cho nhân dân, cho tổ quốc, cho đất nước nè. Tuổi này là tuổi cống hiến nhiều cho đảng nữa nè. Mới có 31 tuổi à có gì? Mà đi bắt cóc trẻ em là tống tiền luôn mới ghê chứ. Nghi can không có quan hệ và giới gia đình nạn nhân. Khai là do nợ nần quẩn bách cho nên nảy sinh hành vi phạm tội và nghi can không phải là công an như lời đồn trên mạng xã hội. À. Tin đồn trên mạng xã hội trái ngược hẳn với lời tuyên bố của ông Thiếu tướng Công an làm cho nhiều người bán tính bán nghi. Nhiều người cho rằng nên tin báo chí chính thống vì họ trích lời đúng người có trách nhiệm. Tuy nhiên, có người lại nói thà tin mạng xã hội còn hơn tin công an. Vụ này hay à. Thà tin mạng xã hội còn hơn tin công an. Tới tối ngày hôm qua 16 tháng 8 thì mọi chuyện được sáng tỏ. Báo Việt Nam nét cho biết trong cuộc trao đổi riêng với thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thì ông thiếu tướng này mới xác nhận tên Nguyễn Đức Trung có cấp hàm Thượng úy. Thượng úy nha quý vị. Nguyễn Đức Trung này là thượng úy là cán bộ đang công tác tại đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc cán bộ đang công tác tại đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc nha quý vị. Ngay sau khi nhận được thông báo từ công an Hà Nội, thì công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành xác thực sự việc và ra quyết định tước danh hiệu công an của tên Trung. Lý giải về thông tin sai lạc tại buổi họp báo vào chiều 15 tháng 8, thì ông Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, này hấp dẫn này quý vị, ban đầu Trung đã phủ nhận và không khai báo, và do vụ việc mới xảy ra chưa có thời gian điều tra nhân thân tên Dũng cho nên mới có thông tin không đúng như thế. Trời ơi má ơi. Công an Việt Nam giỏi quá. Công an giỏi quá đi. Quý vị nhớ Nguyễn Phương Hằng không? Nguyễn Phương Hằng trong những lần livestream mà biết mình sắp bị bắt. Một mặt thì đòi là ra thiêu sống trước trụ sở công an thành phố Hồ Chí Minh, một mặt thì ca ngợi công an trời công an Việt Nam giỏi lắm bay công an việt nam là xuất sắc luôn bay công an việt nam là đỉnh của đỉnh luôn bay ta nói điều tra đâu là dính đó vậy mà bây giờ giải thích nè vì sao chúng tôi phản bác thông tin trên mạng xã hội tên bắt cóc này là một cán bộ công an do vụ việc mới xảy ra chưa có thời gian điều tra nhân thân nên mới có thông tin không đúng như thế công an việt nam đỉnh của đỉnh mấy má ơi đến khi kết thúc cuộc họp báo thì công an Hà Nội mới xác minh được nhân thân của tên Trung, đúng như lời đồn trên mạng xã hội. Dư luận một lần nữa được dịp diễu cợt, công an Hà Nội điều tra còn thua cả Facebook. Vậy nhân thân của tên cướp Nguyễn Đức Trung này là gì? Trao đổi giới phóng viên báo Giao thông, thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tỉnh huyện Tam Dương cho biết, Trung đã lấy vợ vài năm, gia đình Trung cũng khá giả sau khi lập gia đình Trung mua nhà, sinh sống tại thành phố Vĩnh Yên, thỉnh thoảng mới về thăm quê, thăm gia đình, nên chính quyền địa phương chưa nghe thấy có điều tiếng gì về đối tượng này. Một nguồn tin tại Vĩnh Phúc nhận xét, Trung được đánh giá là hiền lành, đã chuyển qua nhiều đơn vị công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, được lãnh đạo và anh em trong đơn vị tình yêu. Nhiều cán bộ chỉ huy đang công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết là họ rất bất ngờ khi biết Trung là nghi can bắt cóc trẻ em gây rúng động dư luận. Một nguồn tin dấu tên nói, khi biết tin ai cũng bất ngờ vì trước đó Trung vẫn đi làm bình thường. Thậm chí, khi công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác phối hợp truy bắt, khi nhận được thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Nội, Trung cũng tích cực tham gia, tham mưu, chỉ đạo công tác trong nhóm Zalo triển khai công việc. Tức là, sau khi lấy được tiền, thì tên công an tên là Trung này vừa chạy trốn, rồi vừa tham gia chỉ đạo triển khai công tác phối hợp với công an Hà Nội truy bắt chính hắn. Khi bị bắt thì Trung khai do túng thiếu nên mới làm liều và câu trả lời của hắn không được thuyết phục cho lắm vì đã là công an giao thông thì tha hồ mà ăn hối lộ. Ăn hàng ngày thì lấy gì mà túng thiếu. Tuy nhiên, một tài khoản tài cao trên Facebook lại cho rằng chạy vào ngành công an phải mất 3 tỷ vì không được đứng đường do đó không có tiền để trả nợ tiền vay nên đành phải làm liều thế thôi. Thưa vị đó là câu chuyện của công an bắt cóc tống tiền và tham gia vào ban chương án để truy bắt chính mình. Sau ít phút quảng cáo, Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe câu chuyện của cổ phiếu VinFast hôm nay ngày trao đổi hôm qua, ngày trao đổi thứ nhì, rớt điểm, rớt giá ra sao. Mời quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng có gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của NETVIET Việt TV chào mừng đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ở phần 2, chúng tôi chia sẻ với câu chuyện là sau ngày ra mắt sàn chứng khoán đầu tiên quý hoàng, ngày thứ nhì cho đuổi chứng khoán cổ phiếu của VinFast điêu tàn ra sao. Tuy nhiên, trước khi mà nói có gì phần tin chi tiết xin được giới thiệu với quý gì bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholey Road 408 270 1027, chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. TNY Jewelers, nơi tìm đến của quý cô sành điệu. TNY Jewelers, nơi quý vị có thể tìm thấy những món nữ trang sang trọng nhất, độc đáo nhất. TNY Jewelers, với thiết kế trang nhã thanh lịch làm tôn vinh hơn vẻ đẹp người phụ nữ hiện đại. White Jewelers có rất nhiều mẫu mã đá quý trang sức cho quý vị lựa chọn. tiền Jewelers thỏa sức đam mê, khẳng định đẳng cấp. tiền Jewelers trong khu Grand Century Mall, suite 1058, số điện thoại 408-899-2662. Thưa quý vị, sau phiên giao dịch đầu tiên được coi như là một thành công bất ngờ, được báo chí và truyền thông trong nước Việt Nam ca ngợi hết lời, thì chỉ một ngày thôi, đó là ngày hôm sau, là ngày thứ tư ngày 16 tây tháng 8 đó thì cổ phiếu của VinFast với mã số là VFS của hãng xe điện VinFast của Việt Nam trên sàn chứng khoán Nasdaq của Hoa Kỳ đã tuột giá hơn 20%. Điều này đã làm đứt ngang những tiếng pháo tai và ngôn từ không khác gì là Phạm Nhật Vượng đã thay Hà Nội để giải phóng nước Mỹ. Đó, đúng thiệt có gì sau tuần có đọc ở trên mạng xã hội các dư luận các dư luận viên trong nước. Họ nói lần này khi mà xe điện của VinFast mà tấn công chiếm lĩnh thị trường nước Mỹ, đá dân Tesla, đá dân Tesla của tỷ phú Elon Musk ra khỏi thị trường, chiếm lĩnh thị trường nước Mỹ trở thành loại xe điện ngon lành nhất của nước Mỹ, đỉnh của đỉnh thì coi như là Phạm Nhật Vượng đã tha cho Nguyễn Phú Trọng, đã tha cho đảng Cộng sản, giải phóng nước Mỹ một lần nữa vào năm 2023. Sợ quá hả à, quý vị ha, sợ quá luôn á. Trời ơi trời, mấy ông này là không phải là bơ, bơ không phải là bơm thường, mà là bơm mà bơm nổ mà ta nói nó nổ banh nhà lòng chợ luôn á quý vị. Rồi, với mức giá đóng cửa vào ngày hôm qua 16 tháng 8, thì tổng giá trị vốn hóa của thị trường của hãng xe điện VinFast đã giảm từ 85 tỷ Mỹ Kim xuống chỉ còn 69 tỷ rưỡi Mỹ Kim, tức là tương đương mức giảm hơn 22%. Như vậy, chỉ sau một ngày bùng nổ, thì giá trị vốn hóa của VinFast hiện đã giảm xuống dưới các hãng xe hàng đầu thế giới như là Mercedes-Benz, BMW hay là Volkswagen. Trong bài bình luận nhanh về sự kiện biến động của VinFast, thì tờ báo The Wall Street Journal đã nhấn mạnh với tựa đề Tới lúc nên đạp thắng chiếc xe VinFast, khẳng định chắc địch hầu như không có cơ hội nào để công ty khởi nghiệp xe điện Việt Nam VinFast Auto có thể sống sót sau khi ra mắt thị trường chứng khoán với mức thổi phòng giá trị như vậy. Sau khi VinFast ra mắt công chúng tại New York, với ngày giao dịch đầu tiên và trong dư âm của cơn sốt chứng khoán cho đại dịch Covid-19 uh, Covid năm 2021 thì cổ phiếu của VinFast là VFS đã tăng giọt lên khoảng 37 đồng từ mức 10 đồng được định giá cho đợt chào bán lần đầu ra công chúng. Điều đó đã mang lại cho công ty giá trị thị trường, giá trị rất ảo là 87 tỷ Mỹ kim, tức là gần gấp đôi so với hãng General Motors Thế nhưng các ông lớn sản xuất xe hơi vẫn khoanh tay, nhìn màn hình giá chứng khoán dựng đứng và mỉm cười. Cổ phiếu của VinFast đã ngay lập tức giảm xuống khoảng 30 đồng vào ngày hôm qua thứ Tư, là tương ứng với giá trị thị trường khoảng 69 tỷ Mỹ Kim. Hầu hết, các chuyên gia kinh tế khi nhìn vào vấn đề đều thấy rõ việc người sáng lập là Phạm Nhật Vượng, vẫn kiểm soát hơn 99% cổ phần, và chỉ để lại một lượng chuyển nhượng cổ phiếu tự do rất hạn chế, đây chính là tiền đề của mọi điều không ổn định. Nhưng ngay cả khi những ồn ào đi qua, dự đoán mọi thứ trở nên rõ ràng, đó là VinFast phải quay lại mức định giá cổ phiếu ban đầu là 10 đồng thì công ty sản xuất đứng dưới sự bảo trợ chính trị của Hà Nội vẫn sẽ phải giật lộn để sống theo sự cường điệu mà họ đã tự vẽ ra. VinFast được thành lập vào năm 2017 bởi người giàu nhất Việt Nam là Phạm Nhật Vượng. Như một phần của tập đoàn VinGroup của ông, bắt đầu bằng việc bán mì ăn liền ở Ukraine. Bộ phận xe hơi ban đầu tập trung vào các phương tiện thông thường, nhưng đã từ bỏ động cơ đốt trong vào năm ngoái để tập trung vào xe điện cũng như xe máy điện và xe bus. Mặc dù chỉ bán được khoảng 11.300 chiếc xe điện trong nửa đầu năm nay, hầu hết là qua lời kêu gọi tinh thần yêu nước ở thị trường nội địa. Nhưng hãng này đang hy vọng sẽ bán được 50.000 chiếc trong cả năm bao gồm cả ở Mỹ. Giấc mơ chiếc bánh Mỹ của VinFast là rất lớn, nhất là đối với một công ty không có thương hiệu hoặc sản phẩm đặc biệt nào. Phạm Nhật Vượng đã tung ra cú thúc đẩy doanh số bán hàng tại Mỹ cho việc cung cấp tại thị trường đông đúc cho các loại xe thể thao đa dạng nhỏ gọn, loại xe VinFast đời VF8. Nhưng khởi đầu, các bài đánh giá phẩm chất sản phẩm của VinFast không được tốt, và nhất là giá khởi điểm 46.000 Mỹ Kim, chỉ thấp hơn một chút so với Mustang Match E của Ford. Theo báo cáo của Reuters, vì vậy tính cho đến cuối tháng 7 vừa qua, quý vị, thì VinFast thật sự chỉ bán được 137 chiếc VF8 tại Mỹ mà thôi. Chủ yếu là cho cộng đồng người Việt nhập cư mới vào Mỹ. Giám đốc tài chính David Mansfield không xác nhận con số đó, nhưng cho biết công ty đang thực hiện một cách tiếp cận đặc biệt thận trọng tại thị trường của Mỹ sau đợt thu hồi lô xe đầu tiên do trục trặc về software. Với các hãng xe điện ở Mỹ, chẳng hạn như là Lucid, thì quý vị thấy trước đây từng có giá cổ phiếu đắt nhất trong các cổ phiếu về xe điện lớn, với khoảng cao gấp 18 lần so với dự báo doanh thu năm 2023 so với 7 lần của Tesla là công ty hàng đầu trong ngành này của Hoa Kỳ. thì giờ đây, VinFast cũng đã giành được danh tiếng đáng ngờ đó. Khi tập trung vào tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường với chi phí sản xuất thấp, thì VinFast có dễ hoạt động giống như các công ty lớn của Trung Quốc. Và Li Auto là những công ty có doanh thu giao dịch cao gấp khoảng 2 lần dự báo doanh thu vào năm 2023. Nhưng miếng ăn của VinFast rõ ràng là không nhắm đến thị trường Trung Quốc. Nhưng hãng xe như là Hyundai đã phải mất nhiều thập niên để chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Mỹ, chẳng ngay cả khi chuyển sang xe điện thì VinFast khó có thể chiếm được sự tin cậy của người Mỹ trong một sớm một chiều theo cách định giá phù phiếm của nó như hiện nay. Cổ phiếu và vốn của VinFast có một con đường còn rất khó khăn ở phía trước. Còn trong bài VinFast chơi trò thổi bông bóng giá, thì bình luận gia Bill Maurer nói, có một vài điều khiến tôi lo lắng vào lúc này. Đầu tiên là bản cân đối kế toán của công ty đang ở tình trạng rất tồi tệ. Cuối tâm các nguyệt đầu tiên 2023, VinFast chỉ có tổng tiền mặt là 158 triệu Mỹ Kim, nhưng có tổng nợ lên tới gần 2 tỷ 6 Mỹ Kim. Không gian dành cho xe điện là một lĩnh vực rất cần vốn và công ty chắc chắn sẽ cần thêm tiền để xây dựng nhà máy ở Hoa Kỳ và các kế hoạch tăng trưởng khác. Hãy tính đến những khoản lỗ lớn mà chúng ta đang thấy và tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy một đợt tìm kiếm vốn lớn nào đó vào thời điểm nào đó. Quý vị biết, thị trường nước Mỹ thì vô cùng thực tế. Các con số được sơn son thép vàng bao giờ cũng được xoay kỹ là như thế nào. Đây, bây giờ thì quý vị sẽ nhìn thấy là Thực lực, tương lai của VinFast được đánh giá là nếu có gì lấy mức trung bình của Lucid hay là Polestar hay là Rivian cho doanh số dự kiến hiện tại của họ cho năm 2024, thì tỷ lệ PS trung bình vào khoảng 3.35. Ý là con số 3.35 thì VinFast sẽ cần thêm 26 tỷ Mỹ Kim doanh thu trong năm tới. Vậy liệu VinFast có làm được việc đó hay không? Phân tích gia Bill Mao rồi kết luận như sau. Với việc công ty VinFast hiện đang có doanh số bán hàng hạn chế, rồi thua lỗ trong chất và bản cân đối kế toán cần rất nhiều sự trợ giúp, thì bình luận gia này nói rằng, trước đây tôi đã dự đoán về việc cái tên này sẽ được bán cho bất kỳ nguồn lực nào qua việc quảng cáo rầm rộ. Và giờ là lúc chúng ta nhìn thấy sự việc này diễn ra vào ngày hôm nay. Có gì thấy, đó là câu chuyện của VinFast và giá cổ phiếu của VinFast lại tiếp tục chờ xem trong những ngày tới Cảm ơn sự theo dõi của quý vị Hẹn gặp quý vị hot news Sẽ thanh tồn vào ngày mai